Xin chào quý khách hàng. Hôm nay em sẽ mượn cái con mixer này để em sẽ trình bày một cái vấn đề nó rất là quan trọng mà em biết chắc chắn rằng khách hàng xem trên kênh YouTube là chưa có nơi nào giới thiệu rõ ràng và chi tiết và mọi người có thể hiểu được để mình chỉnh sao cho nó phù hợp nha. Cái này mình áp dụng cho cả vang số và mixer số đều được chứ không phải trên cái con mixer này nha mọi người. Đó là vấn đề compressor hay còn gọi là nén tiếng nha mọi người. Thế nén tiếng là nén như thế nào? Từ từ mình xem để mình hiểu ha. Các cái kênh khác người ta thường có trình bày một cách rất là lý thuyết, có nghĩa là nói à như thế này, à như thế kia, nhưng không có hình ảnh để cho người ta xem. Bây giờ em sẽ có hình ảnh cho mọi người xem nè. Cái này là em mượn trên cái hình ảnh trên cái con mixer nha mọi người. Bởi vì trên mixer á, mixer số á, nó mới có cái hình ảnh. Nè, mọi người nhìn thấy hình ảnh nó chạy nè, thấy chưa? Đó. Nó có hình ảnh thì mình mới nhìn mà mình hiểu được. Chứ mình nhìn trên vang số thì nó không có hình ảnh thì mình không hiểu được nha. Cái này là áp dụng cho cả vang số, cả mixer số, cả mixer cơ. Nói chung là tất cả các thiết bị về mặt âm thanh mà có chức năng compressor, compressor cũng là nó ha, hay còn gọi là nén tiếng. Thế nén là cái quỷ gì? Mình hiểu một cách đơn giản là mình đang nói chuyện nè, như em đang nói chuyện nè, ai lại bóp cái miệng mình lại không cho mình nói nữa, sợ mình nói lớn quá người khác nghe, nó gọi là nén tiếng. Còn trong khoa học, từ chuyên môn của mình á, có nghĩa là không cho tín hiệu nó vượt ngưỡng, nó gây ra bể. Bể là sao? Là nó tiếng nó rè, nó bể tùm lum á, nó không còn tròn tiếng nữa. Bây giờ thì mọi người nhìn trên màn hình, đây là cái con mixer nhé. Tiếng em đang nói từ micro nè, mình nhìn mình thấy biên độ này, thấy chưa? Có nghĩa là khả năng nói của em nè, nó nhảy tưng tưng, em nói lớn nhất nè. Lô! Đó, lớn nhất là tới tới trong này là hết ha, có nghĩa là lên khoảng nhiêu nè. Lô! Lô, lô, khoảng trừ 30 mấy, 40 mấy, đúng không? Mình nhìn thấy là mình biết rồi đúng không? Bây giờ em không cho nó lớn hơn nữa, có nghĩa là nói tới lớn đó là hết mức. Thì bây giờ em làm như thế nào? Ở đây nó sẽ có cái gọi là cái threshold, tức là cái ngưỡng. Nè, cái ngưỡng là chỗ này nè, ngay tay em chỉ nè. Bây giờ bắt đầu em bận nè. Nè, thấy không? Đó, em dặn, em giảm xuống này, thấy chưa? Nè, đó. Mọi người thấy nè, nhìn đường biểu diễn thì nó mới hiểu, chứ còn vang số nó không có cái này thì làm sao mà hiểu được. Nhìn tiếng em nói nè, em nói nó nhảy tưng tưng đó, tưng 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 nè, đó tưng tưng, nó bắt đầu tới đây nó nén rồi, thấy chưa nè, tới đây nó nén, nó cong lại nè, thấy chưa nè, nó không có cho vượt quá. Hồi nãy mọi người thấy em thả lại nha, để em nói lớn nhất nè, lô lên tới cái điểm giữa luôn nha, đó, lên tới điểm giữa luôn nha. Bây giờ em nén lại nè, em nén lại nè, nhìn em nén nè, nhìn đi, cái đó là tính nè, coi nó có lên được điểm giữa hay không nha. Lô tới đây là hết đúng không, có nghĩa là biên độ tới đây là hết phim. Nó bị nén nè, cái đường bên này là nó nén xuống nè. Mình nhìn từ từ rồi mình hiểu ha. Đó là mọi người hiểu được cái vấn đề rồi đúng không? Mình nhìn thấy là mình hiểu rồi đúng không? Bây giờ mình đi vào phần chi tiết nè. Ở đây được biểu diễn bởi cái đường biên tín hiệu của mình, có nghĩa là khả năng tiếng micro em nói lớn hay nhỏ nó nằm ở đây nè. Nói lớn thì nó lớn nè. Còn nói nhỏ 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 thì nó nhỏ nhỏ nằm ở đây nè. Thấy không? Đó. Thì bây giờ mình muốn không được vượt ngưỡng bằng cách là mình sẽ cho cái ngưỡng của mình là bao nhiêu. Thí dụ em cho ngưỡng là ở đây, em lấy ví dụ nha, em cho ngưỡng là ở đây thì tới đây là bắt đầu là nó nén rồi nè. Nén ở chỗ nào? Đường nén nó đường nằm trên này nè. Nè, nhìn nó nén, nó nhảy xuống nè, lô 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 đó, thấy nó nén không? Thấy nén bao nhiêu? Này, tỷ số nén nè, ratio nè, ratio nè là tỷ số nén, ba lần bốn lần nè, thấy chưa? Nén thấy ghê không nè, nén ít nén nhiều là do mình ha, mình chỉnh nè. Thấy đường em chỉ không? Nè, nè, em chỉnh nó chạy theo nè, thấy chưa? Đó, đây là tỷ số nén. Rồi ha, thời gian nén nè, attack nè, thời gian giữ, nó giữ bao lâu? Thời gian xả, nó giữ bao lâu nó xả ra? Đó, chỉ có vậy thôi, chỉ có 1, 2, 3, 4, 5. Đó, thế thì chỉnh bao nhiêu là phù hợp thì tùy theo cái bộ dàn lớn chỉnh khác, bộ dàn nhỏ chỉnh khác, bộ dàn trung chỉnh khác, bộ hát karaoke ở nhà chỉnh khác. Có người bỏ luôn cái phần nén này được không? Được. Tại vì sao? Mình vặn cái volume ở trên cái con mic nó nhỏ nhỏ lại thì mình hát có banh họng luôn thì nó cũng không có lên nổi được nữa. Hiểu ý em nói không? Đó là cái vấn đề ha. Thế thì thường thì em set bao nhiêu? Thường thì em set bao nhiêu đúng không? Thường thì em sẽ set là như thế này. Từ từ em set cái ngưỡng trước. Đầu tiên em sẽ la trước cái đã, em thả cho nó phẳng lên hết đi ha, em thả cho nó phẳng lên đi ha. Bắt đầu em sẽ la nè, la bằng cách là mình hát to nhất
mà mình có thể hát được. Em lấy ví dụ con đường xưa em đi đó, em thấy nó tới cái chỗ này đúng không, tới chỗ này đúng không, là to nhất của em hát được rồi, thì dĩ nhiên là không bao giờ em hát to hơn được nữa. To hơn nữa làm sao mà hát, giọng đâu ra hát đúng không. Đó, bắt đầu em cho cái ngưỡng nó nằm ở đây, em cho ngưỡng nó là không được vượt quá chỗ này đó, thấy chưa. Thì em con đó, có lúc nó to là lúc mình gồng lên đó. Em cố tình gồng cho nó to lên đó. Thì to hơn thì nó sẽ bị nén nè, nhìn nè con đó, cái chỗ này nó nén nè, nén bao nhiêu, nén tỷ số là 2.5, nén nhiều được không, được nè. À, càng nén nhiều thì nén phẳng luôn nè, tới đây là mày mày phẳng luôn, không bao giờ vượt nè con, nè nhìn nè con đó, tới đây là phẳng luôn rồi, không cho mày lên được nữa đúng không. Còn không, mình không nên như vậy, nên như vậy nó sẽ bị đứt đoạn âm thanh tín hiệu, nó dở. Mình phải cho nó có một đường lài như vậy nè, để làm chi, để cái đường biên cho mình, cho dù nó lớn thì mình vẫn cảm nhận được cái sự lớn và xé tiếng, mình vẫn cảm nhận được, nhưng không nó hư loa đó, nó không hư loa của mình là ok. Thì em nên để là chỗ khoảng tỷ số nén em để khoảng 3 thôi, thậm chí mình cho khoảng quá lắm là 4, em không có cho nhiều rồi, em để khoảng 3 là được rồi. Rồi octave time thì thường em để khoảng 20 mili giây, 10 mili giây cũng được, tùy mình để mình thấy mà nó ảnh hưởng tới dàn loa của mình thì mình giảm xuống, còn mình thấy không ảnh hưởng thì mình cho nó tăng lên. Mỗi dàn nó mỗi kiểu chứ không có dàn nào giống dàn nào đâu ha. Rồi thời gian giữ là em cho khoảng 100 mili giây, thời gian xả em cho khoảng 200 đi đó, em để vậy là ok. Em thử em thấy cái dạng em là vậy là được ha. Video này thì em hướng dẫn mục tiêu chính và mục đích chính là cho mọi người hiểu được cái vấn đề, hiểu được lý thuyết và hiểu được cơ bản của vấn đề là nén là cái gì. Hiểu một cách đơn giản là nén là bóp cái miệng mình lại, không cho mình la to lên nữa đó, vậy là gọi là nén. Em không video này không mang tính chất là gọi là đi dạy cho người khác nha, không phải là như vậy. Tại vì trước đây em có đăng cái video về cái việc mà chia ba quay, em đánh ba quay, thì em vừa đăng video đó lên là có rất là nhiều kênh YouTube khác nó càm ràm, nó gọi là nó bình thường thì nó không làm đâu, nó thấy mình làm cái nó bắt đầu nó moi móc những cái điểm mà mình làm nó không hay, những điểm mình làm mà không dở, nhưng mà nó không hiểu được rằng là mình làm, mình hướng dẫn đây là mình hướng dẫn cơ bản dành cho người chưa biết gì để người ta xem, người ta hiểu, chứ không phải mình đi dạy mấy anh ở đại học ha. Có nghĩa là mình không có dạy mấy anh tiến sĩ. Ở đây là video là hướng dẫn cho người chưa biết gì để người ta hiểu được cơ bản của vấn đề, chứ không phải dạy mấy anh tiến sĩ ha. Nên những cái kênh YouTube khác có xem được video này thì mình xem để mình biết. Còn mình thấy có góp ý nào mà nó hay để cho nó phát triển cái kênh á, gọi là anh em cùng nhau cùng tiến, thì mình góp ý. Còn mình thấy dở quá thì mình bỏ qua, mình đừng có làm cái video khác đó, bắt lỗi lại cái video của mình thì nó vô duyên ha mọi người, nó không có hay. Mình làm video là vì cộng đồng nha, mình làm video là vì cộng đồng. Anh em nào thấy hay thì cho một like, anh em thấy dở thì cho một cái comment, chứ đừng có comment hoặc là làm video đáp lại thì nghe có vẻ là nó kỳ cục quá ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem qua video clip này.